Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình Nam O đây. Mình sẽ review về cái cách thức mà lắp cái mạch laptop F1. Cái này là mạch 8 chế độ thắng nha. Ở trên cái chiếc H150 này. Đó, 8 chế độ của cái đằng sau. Thì cái cách lắp đặt của cái dây này á, là nó sẽ y chang zin. Nó sẽ có hai đầu cái dắt cắm nè, y chang zin. Thì các bạn hãy lúc đầu các bạn hãy mở cái xe lên, cởi xe lên. Và sau đó các bạn sẽ tháo cái phần này đây. Cái phần cái miếng này nè, các bạn sẽ tháo hai con ốc ở ngay chỗ này để mà lấy cái miếng này ra. Mình đã tháo trước rồi cho nó lẹ cái thao tác đó. Và sau đó thì các bạn sẽ tháo cái con ốc dưới đây ra, ở con ốc lục giác ở dưới này sẽ có một con ốc lục giác, và sẽ rút hai cái góc bấm bên đây ra, một con hai con, và nó sẽ ra. Và sau đó qua đây, và ở ngay vị trí này lúc đó nó có cái miếng cao su để mà che phần này lại nè. Các bạn hãy nắm liên cái phần cao su lên, và ngay cái chỗ này nó sẽ có một cái con ốc lục giác nữa, con ốc lục giác để mà nó bắt cái phần này vô đây nè. Các bạn tháo ra luôn, và sau đó thì các bạn hãy kéo phần này ra đó, kéo cái phần này ra là nó hơi khó một tí nha, kéo từ từ ra là sẽ ra thôi. Và sau đó các bạn hãy coi tới vị trí này đây, bạn coi vào đây này đó, cái khúc phía dưới chỗ của bình xăng nè đó. Các bạn mở ra thì sẽ thấy một cái dắt cắm này nè đó, là các bạn hãy bấm rút ra. Thì mình cũng đã rút sẵn rồi, bấm cái nút này nè, có nút bấm nè, bấm giật ra thôi, nó hơi cứng tay một tí nên là các bạn hãy bóp này cho nó rút ra đó. Khi giật ra xong rồi thì các bạn hãy lấy cái mạch này nè, cái cách lắp đặt thì y chang zin luôn. Các bạn sẽ lấy một cái đầu đó, nó sẽ có một cái đầu vô và một cái đầu ra đó, cái đầu 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 ra nè, bạn hãy lấy căng vô y chang luôn, bạn chỉ cần đút vô thôi đó, đầu và cái bên này các bạn hãy lắp vô cũng y chang luôn. Chân dắt này để gắn zin luôn nha, rất là bền, nó không có bị chạm điện đó. Và sau khi đó thì các bạn hãy mở nó lên đó. Đó. Và bây giờ mình sẽ bấm thẳng đây. Đó, là nó sẽ ra một cái chế độ đèn nháy này. Đó, đây là chế độ thứ nhất. Là các bạn bấm thắng 5 cái, 1 2 3 4 5. Thì nó sẽ ra một cái chế độ bấm nháy thứ hai. Đó, đây là chế độ thứ hai. 1 2 3 4 5. Đó, thì nó ra cái chế độ bấm nháy thứ ba. Đó, khi các bạn bấm thắng nó sẽ ra vậy nè. Đó, tùy chỉnh vô theo mức độ chậm nhanh và cái thứ tư. 2, 3, 4, 5. Đó. Đây có kiểu này. Nó chớp liên tục luôn. Còn những loại khác thì nó sẽ chớp xong rồi nó tắt hẳn. Còn này là nó chớp liên tục luôn. Khi nào nhả hẳn ra thì nó sẽ hết. Đó. Và đổi cách khác này. Thứ 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Nó sẽ cháy nhanh, chớp nhanh hơn nữa. Và bây giờ cái thứ 6 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Sẽ chớp chậm hơn và đều. Thì cái mức độ này thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Không bị không có chói mắt người ta. Và đó, cái thứ 7 nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cái này thì nó chậm đều hơn nữa, đều. Và cái lúc cái khoảng cách dừng á, nó sẽ đều hơn, nhanh hơn tí. Đó, và cái cuối cùng đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Đó, nó cháy nhanh liên tục, xong rồi nó cháy chậm 3 cái. Đó, ủa, quay là chả gì bình thường. Và đó là hoàn thiện xong được cái mạch đó. Cách thức thì lắp y chang zin luôn và đã được quấn kỹ lưỡng, xài dắt cắm zin luôn. Các bạn chỉ việc mua về rồi gắn vô thôi, thao tác rất là dễ, có thể lắp đặt tại nhà luôn, không có vấn đề gì khó khăn hết đó. Này là mạch này mình sẽ bảo hành 3 tháng nha, nếu mà có trục trặc gì xảy ra mình sẽ bảo hành đổi một đổi một cho các bạn luôn, những ship toàn quốc cho anh em luôn, còn anh em nào ở đây thì mình sẽ lắp miễn phí. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó, và sắp tới mình cũng sẽ có cái mạch dummy. Thì cái chế độ ở mạch dummy này, cái mạch đó đó thì nó cũng sẽ chớp giống y chang như cái đằng sau nha. Và mình sẽ làm cái video đó sớm nhất. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Mình là Nam Oi, số điện thoại là 0902348441, ở bưu điện Hóc Môn đó. Anh em nào cần thì cứ inbox cho mình.